Trận cờ như là một màn trình diễn công sát vô cùng ấn tượng giữa Tưởng Xuyên và Vương Khoách giải giao cấp liên tái năm 2023. Ở trong trận này, Tưởng cầm đỏ, binh 7 tấn 1. Lạ lùng ở chỗ, Vương Khoách quyết định lại phải quả công ngay. Biến cờ này rất ít khi được các cầu thủ sử dụng. Thứ nhất là việc giúp binh 7 và thứ hai là nước kê pháo này chẳng khác nào là Vương đang tự làm khó mình cả. Khi cả cánh phải sẽ trở nên chen chúc và hỗn độn. Hãy cùng xem cách mà tay cờ tới từ Cát Lâm này sẽ biến chiêu. Tiếp tục Tưởng Xuyên, tượng 7 đã tiến 5, Vương Khoách mã 8 tấn 7. Tưởng cũng vậy, mã 2 tiến 1 phát triển cánh quân còn lại. Rồi Vương Khoách lấy xe bình 8, Tưởng lúc này đưa xe 1 bình 2. Vương tức khắc tiến xe cửa hà, còn nếu như chẳng, Tưởng một nước tiến pháo qua và phong tỏa. Lựa chọn thế đây của Tưởng, bình pháo vào, mời đổi. Vương không chấp nhận, lấy xe thoát nhanh vào mã sườn. Tưởng dùng mã 8 tiến 7. Sau khi Vương tới đây lại bổ hữu Tưởng thì Tưởng Xuyên đưa xe tiến gấp cửa hà. Rồi Vương lấy mã để phi khỏi ra ngay. Có lẽ bởi vì vậy mà Vương không thể nào chấp nhận cho màn đổi xe ở trước, đành phải chiếm giữ một con đường sườn quan trọng. Để làm gì, còn nếu như chấp nhận đổi thì việc mã phi khỏi ra chắc chắn sẽ bị xe đường 9 này sau nước cửa tiếp tục là sĩ 6 tiến 5 bình vào và gây sức ép ngay. Còn tới đây thì Vương Khoách bổ sĩ lên chờ đợi Tưởng Xuyên dùng pháo 8 quay về hai nước. Âm mưu là gì? Tới đây Vương Khoách khá bất ngờ, đưa xe 1 bình 3 ngay. Tưởng cũng vô cùng thuận lợi, dùng pháo 8 bình 7. Tức là nước cờ, dùng chốt tiến 1 để thông đổi, hòng có thể đưa xe còn lại nhập cuộc của Vương không thể nào thi triển. Nhưng tại vì sao? Vương vẫn quyết định lấy xe 1 bình 3, mặc dù âm mưu này của Tưởng đã khá lổ liễu. Câu trả lời, tới đây Vương có thể nhẹ nhàng lấy xe 3 bình 2. Xuất quân ở đường còn lại, Tưởng Xuyên lấy xe bình 8 kiểm chế ngay. Rồi Vương tiến binh 7, Tưởng cũng làm vậy, dốc chốt lên để mời đổi. Nhưng Vương không phải chấp nhận đổi, bỏ mặc lấy pháo này tạt biên, đổi lại xe. Tưởng đành phải chấp nhận, mã của Vương tớt phải quay về. Rồi lại tiếp tục bất ngờ dùng mã 1 để tiến 3 ngay. Tại vì sao là như vậy? Nước cờ đơn giản, Vương Khoách chỉ cần dùng mã 7 tiến 6 để truy đuổi. Thành thử quân ngựa này của Tưởng kiểu gì cũng phải lui về vị trí ban đầu. Chẳng há phải mất hẳn một tiên cờ về tay đối thủ. Thế nhưng cách giải của Tưởng tới đây là dùng mã 3 tiến 5 phi vào trung lộ. Nếu như Vương dùng chốt này tiến lên đủ sức để truy đuổi, liệu rằng Tưởng sẽ giải quyết bằng cách nào? Hay là lại vất vả dùng mã 5 thoái 7 tháo chạy về hướng bên kia? Thực ra cũng khá đơn giản, khi chỉ cần ủi chốt 3 lên trước. Chắc chắn binh 5 phải tiến 1, lấy chốt này tiêu diệt, kích đổi luôn cả chốt còn lại. Cho dù chấp nhận hay là không thì Vương Khoách cũng thua Tưởng một chốt. Chắc chắn là Tưởng bố cục trình tề lại dễ chơi hơn rất nhiều. Bởi vậy ngay tại đây, lựa chọn của Vương dùng chốt 7 để tấn 1, Tưởng dùng xe tiêu diệt ngay. Mặc dù hình cờ đã có chút thay đổi, nhưng nếu như dùng binh 5 tiến 1 cũng không thể nào đủ sức để ngăn cản được sức ngựa khi mã 5 có thể tiến 3 ngay. Nếu như Vương dùng tượng này tiêu diệt, tất rằng sẽ tắc tử bởi một đòn cờ chí mạng. Tưởng Xuyên lấy xe 3 bình 6 đủ sức để sát cổ, hoặc là quân xe sườn này của Vương sẽ bị bắt gọn, chẳng còn gì mà tiếp tục cả. Bởi vậy ngay tại đây, Vương Khoách đã chủ động lấy xe kê vào trung lộ để có thể ngăn cản, còn nếu như không, mã nhảy lên thì quá nguy hiểm. Thấy đây Tưởng đã lấy pháo để tạt ra cánh biên, âm mưu khá lổ liễu với đòn cờ đe vào chốt mở hướng tiến công bất ngờ. Vương Khoách lại dùng pháo 4 tiến 1, tìm cách để giữ lại. Tưởng Xuyên dùng xe để kê vào trước, rồi Vương lúc này mã phi lên vị trí ban đầu. Tưởng đã dùng binh 7 để tấn 1 ngay. Đây là một nước cờ rất tinh tế của Tưởng Xuyên để có thể dùng mã 5 phát triển ra khỏi trung lộ. Vương Khoách buộc phải chấp nhận màn đổi chốt, mã này đã tiêu diệt. Rồi Vương cũng tổ chức để đánh trả, pháo 4 bình 3, tức là lấy tượng này để truy đuổi. Cứ tưởng đã là một nước cờ đủ hay để có thể gây khó khăn về phía của Tưởng. Tức là quân ngựa đường 7, Tưởng không hề thoải mái để có thể di chuyển. Tháo chạy cửa nào, việc kích đổi pháo còn lại cũng không thể nào tránh khỏi. Và Vương Khoách sẽ thuận lợi, dùng mã 4 tiến 3 phát triển, lao nhanh ra trận. Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản tới như vậy. Hãy cùng xem tuyệt chiêu mà Tưởng Xuyên đã thi triển. Đầu tiên, dùng mã quay về, truy đuổi. Xe đành phải rút chạy, hoặc là đường sườn, hoặc là tạt đường 2 cũng giống nhau cả. Khi tới đây, quyết định của Tưởng lấy pháo 7, bình 6 để bắt mã quải giác. Mã 4 của Vương Khoách đã tiến đường 2 chờ đợi, rồi tiếp tục Tưởng mã 6 tiến 8 ngay. Bởi vậy đây cũng là lý do mà tại vì sao nếu như đoạn ở trước Vương lấy xe kê vào chân sườn thì trước sau gì cũng bị đòn cờ này cả. Còn tới đây thì việc liên hoàn sẽ có một tác dụng để chuẩn bị pháo 6 bình 8
bắt xe nhòm luôn cả mã phía sau. Bởi vậy đã phải chủ động dùng mã quay về rút chạy, còn cũng chẳng còn cách nào khác cả. Tưởng Xuyên bành pháo sang truy đuổi. Xe lúc này còn một vài cửa, hoặc là tạt đường biên, hoặc là kê vào trung lộ. Câu chuyện chẳng hề đổi khác. Tưởng dùng binh để tiến một, bắt buộc là còn đúng một lựa chọn còn lại, là phải kê vào trung lộ. Rồi binh năm cũng dốc lên ngay, ép buộc rằng Vương Khuếch chỉ còn đúng một cửa, xe 573. Còn đương nhiên câu chuyện đã quá rõ ràng, khi mà lấy xe này tiêu diệt về một trong hai chốt thì quân mã Sườn còn lại chắc chắn là mất mạng. Còn tới đây thì sao? Tưởng dùng mã để tiêu diệt pháo, xe hồi về thì mã cũng ra đi, cho nên buộc phải dùng mã 4 tiến 3, và Tưởng lại tiếp tục vào 8 bình 7 để kê đuổi. Xe của Vương đành phải rút chạy ngậm ngùi, bỏ lại chiến mã ở phía sau. Một đòn phối hợp vô cùng tài tình của Tưởng Xuyên, chẳng mấy chốc mà trận địa đang còn rất chỉnh tề của Vương Khuếch đã bị đánh cho tan tành. Tới đây, mặc dù vẫn còn chỉnh tề hàng ngũ, nhưng việc thua hẳn đối phương một quân chủ lực, những một pháo trước ngọc diện thần quân của Kỳ Đàn, chưa bao giờ là một điểm lành cả. Vương Khuếch dùng mã 6 thoái bày, còn nước, còn tát, để có thể giữ lại vào bánh biên. Tưởng lúc này đã dùng xe bệnh ra trước, chuẩn bị là gì xe 3 tiến thẳng hai nước để giam hãm, rồi lại dùng pháo kê vào đánh đuổi. Lựa chọn của Vương Khuếch mã 7 tiến 6 ngay, để cho Tưởng quật luôn cả chốt. Rồi Vương xe 2 tấn thẳng hai nước, Tưởng lại điều xe vào truy đuổi. Mã này của Vương đành phải quay về, rồi Tưởng dọn nốt binh ở cánh bên kia. Vương tới đây cũng làm vậy, cần phải ra tay để lấy lại chốt. Và Tưởng Xuyên bành pháo vào, Vương Khuếch bành xe. Nước cửa này của Tưởng tất nhiên để có thể thoát được binh biên của mình. Còn tới đây thì Tưởng lấy pháo để rút chạy vào, Vương Khuếch lại bành xe vào kê đuổi, pháo lại tạt đường thám ngay. Theo một lần nữa thì pháo lại vào, bắt mãi thì phạm luật. Nước cờ để thay đổi của họ Vương, xe 273 ém mã, Tưởng đã chủ động rời pháo về. Đây cũng là lý do tại vì sao mà Vương đã phải chần chừ trong một đoạn sàng qua sàng lại bắt pháo ở đoạn vừa rồi. Tiếp tục là Tưởng pháo 6 sẽ bình 7 kê đổi chủ lực. Biết vậy nhưng Vương cũng chẳng biết làm sao cả. Mã 7 tiền 8 bắt xe, xe bình sang đánh bắt trả, mã 8 lại quay về. Đường cờ lúc này của Vương Khuếch tỏ ra cũng khá hỗn loạn. Tưởng Xuyên pháo 6 bình 7 để kê đuổi, xe tả sang rồi lại đưa chốt để độ hà. Vương Khuếch lúc này lấy pháo khép vào chân sườn, rồi Tưởng dâng pháo lên nhòm thẳng vào giữa trung lộ. Vương dùng xe tiến một đuổi mã, mã lúc này phi vào trung tâm, lại tiếp tục lấy xe quay về hai nước, kết hợp với mã còn lại có thể đe dọa vào quân binh ở đường biên. Biết vậy nhưng Tưởng phớt lờ, dùng pháo để ra tay trước. Vương Khuếch mã 6 tiến 5 tiêu diệt, rồi Tưởng mới thúc ngựa lên để có thể chia cắt, lấy xe này truy đuổi vào mã. Mã của Vương đương nhiên phải rút chạy và quay về đường 7 đuổi lại pháo trung tâm. Tưởng rời pháo về ba nước, rồi Vương nhảy mã lên. Thứ nhất là có thể bắt xe, thứ hai là chờ sẵn cho nước cờ có thể nhảy chiếu ngay được. Tưởng bệnh xe vào như là một cách hóa giải vẹn toàn. Vương lao pháo qua, hồng có thể tạo bể đỡ để mã 6 vẫn có thể tiến 7. Nhưng Tưởng chỉ cần bệnh xe sang truy đuổi. Pháo mà chạy tất nhiên là không ổn, quá mải mê tiến công, lúc này kinh thành của Vương Khuếch đã hoàn toàn trống trải. Chỉ cần một nước cờ tiếp tục là đưa tướng quân xuất cung, Vương cũng không thể nào đủ sức để hóa giải. Xe này quay về, rồi mã 7 tiến 8 và xong chuyển ngay. Bởi vậy cũng chỉ còn đúng một cách là Vương Khuếch xe 2 tiến thẳng ba nước để giữ lại, Tưởng lại bình tướng sang truy sát. Tức là lấy xe này sẽ tiêu diệt thẳng thừng, cho nên Vương Khuếch lại bình xe vào đánh bắt trả. Và tất nhiên nước cờ này cũng để ngăn cản, xe không thể nào diệt pháo được, lúc đó xe 3 chỉ cần tiến 1 thành sát cơ. Cho nên lựa chọn của Tưởng lấy pháo 7 bình 8 để rút chạy, Vương Khuếch lại quay ngựa về, Tưởng lại dâng xe 1 đánh đuổi. Vương tháo ngựa về hướng còn lại, rồi Tưởng Xuyên pháo 8 dâng lên cửa hà. Và tới lúc này nhận thấy rằng hy vọng đã mất, thế lớn của đối phương đã hình thành, khi mà cả quân lẫn thế trận để tỏ ra quá áp đảo, cho nên Vương đã vội vã mà quy hàng. Một trận cờ nổi bật là một đòn phối hợp rất hay của Ngọc Diện Thần Quân ở giai đoạn trung cuộc, quả thật là rất cao thâm. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.